tất cả các em nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau chúng ta học bài số 21 là bài khái quát về vi sinh vật. Thì đầu tiên cô tóm tắt lý thuyết và cô nói thật là ngắn gọn nhé. Chúng ta nói đến đặc điểm của vi sinh vật trước nè. Thì các bạn thấy cái chữ này là chữ vi ha. Vi có nghĩa là bé nhỏ. Như vậy vi sinh vật nghĩa là những sinh vật bé nhỏ. Thế thì mình định nghĩa vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ. Và vì nó có kích thước nhỏ, cho nên muốn quan sát nó thì phải sử dụng kính hiển vi. Đó, còn mắt thường của mình thì hầu như mình không có thấy được vi sinh vật. Thì phần lớn vi sinh vật có cấu trúc là đơn bào. Đơn bào có nghĩa là cơ thể chỉ gồm một tế bào thôi. Và cái tế bào của vi sinh vật đó, nó có thể là nhân xơ hoặc là nhân thực. Và nếu là con vi khuẩn thì tế bào của nó là tế bào nhân xơ. Còn một số loại như là vi nấm, như là vi tảo thì tế bào của nó lại là tế bào nhân thực. Một ít thôi, một ít vi sinh vật thì là một cái tập đoàn đơn bào. Thì cái tập đoàn đơn bào này đa phần là nhân thực em nhé. Ví dụ như là đây, ví dụ như tập đoàn vôn vóc là gồm rất là nhiều những con trùng roi. Mỗi một con trùng roi là một cơ thể đơn bào. Và khi tụi nó tập hợp thành một tập đoàn trùng roi thì trở thành là một tập đoàn đơn bào. Đặc điểm của vi sinh vật thì ngoài cái chuyện là nó bé nhỏ ra, rồi cấu trúc đa phần là đơn bào ra ha, thì nó còn là có mặt ở khắp mọi nơi. Chỗ nào chúng ta cũng có thể bắt gặp vi sinh vật. Rồi vì cơ thể nó bé nhỏ cho nên là khả năng hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng rất là nhanh. Chúng sinh trưởng và sinh sản cũng rất là nhanh. Ở đây là hình ảnh đã qua kính hiển vi rồi nhé. Vi vi sinh vật đây. Bây giờ chúng ta nói đến các nhóm vi sinh vật nhé. Thì chúng ta có 5 nhóm vi sinh vật, bao gồm là vi khuẩn cổ, vi khuẩn, vi nấm, vi tảo và động vật nguyên sinh. Thì các bạn thấy cô để cho các bạn theo nhóm nhé. Cứ vi khuẩn thì cấu trúc của nó là tế bào nhân xơ. Và nhắc lại kiến thức luôn, tế bào nhân xơ là tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh, hay nói khác đi là nó chưa có màng nhân. Tế bào nhân thực là vi nấm, vi tảo và động vật nguyên sinh là đều có tế bào nhân thực. Tế bào nhân thực là tế bào đã có nhân hoàn chỉnh, nó đã có cái màng nhân ngăn cách cái nhân với cái phần tế bào chết ha. Chúng ta nói tiếp tới các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Vi sinh vật có 4 kiểu dinh dưỡng sau đây. Đó là quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng. Thì các bạn tạm chia cái tên của kiểu dinh dưỡng ra thành hai phần. Phần thứ nhất là ta lấy cái chữ đầu tiên thôi. Thì cái chữ đầu tiên á là nó ý nói đến cái nguồn năng lượng. Cái chữ quang, cứ chữ quang thì nguồn năng lượng sẽ là ánh sáng. Và cứ chữ hóa thì cái nguồn năng lượng là một cái chất hóa học nào đấy. Mà cụ thể là nếu là hóa tự dưỡng thì nguồn năng lượng phải từ chất vô cơ. Còn nếu là hóa dị dưỡng thì nguồn năng lượng phải từ là chất hữu cơ. Còn cái phần thứ hai trong cái tên kiểu dinh dưỡng là cái chữ tự dưỡng hoặc chữ dị dưỡng. Thì nếu là chữ tự dưỡng có nghĩa là cái vi sinh vật này nó tự tổng hợp chất hữu cơ cho nó, thì nguồn carbon của nó là chất vô cơ, hay nói đúng ra nó là CO2 nha. Cứ tự dưỡng thì nguồn carbon là CO2. Còn cái chữ dị dưỡng có nghĩa là cái con vi sinh vật này nó không tự tổng hợp được chất hữu cơ, nó phải dùng chất hữu cơ từ loài khác. Cho nên là nguồn carbon của nó là lấy từ chất hữu cơ. Đó. Và ở đây cô để cho các bạn một số đại diện về mỗi một cái kiểu dinh dưỡng. Thì các bạn có thể chụp hình lại nha, hoặc các bạn đeo cái tài liệu này ở phần mô tả của video nha. Đây là một số những cái loài vi sinh vật mà cô, cái hình này là cô chụp lại hình trong sách giáo khoa rồi cô bỏ vào đây thôi. Thì chúng ta cùng nhìn thử và chúng ta nói sơ sơ một tí. Ví dụ các bạn nhìn cái con trùng roi xanh này ha. Các bạn thấy nó có màu xanh, nghĩa là cơ thể nó có chất diệp lục và nó có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ cho nó. Tuy nhiên các bạn có thấy tên của nó là chữ trùng không? Cái con này nó có hai kiểu dinh dưỡng, hoặc là quang tự dưỡng
hoặc là hóa dị dưỡng đó, cái tảo lam xoắn. Nói chung là cứ có chữ tảo thì nó sẽ là quang tự dưỡng nhá, trong cơ thể nó có chất diệp lục và nó có thể tự tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 nhờ cái năng lượng từ ánh sáng. Rồi các con vi khuẩn ha, các con vi khuẩn thì nó có rất là nhiều những hình thức dinh dưỡng, nó có thể là quang tự dưỡng, ví dụ vi khuẩn lam, đây vi khuẩn lam này, nó có thể quang tự dưỡng, rồi nó cũng có thể là quang dị dưỡng, có thể là hóa tự dưỡng, có thể là hóa dị dưỡng, tùy vào loài vi khuẩn. Nói chung vi khuẩn rất đa dạng. Còn nấm men ha, nấm men là một loài mà là hóa dị dưỡng. À, nó không có tự tổng hợp chất hữu cơ cho nó được và đời sống của nó không cần ánh sáng, nó là hóa dị dưỡng. Nấm mốc trên quả cam cũng là một cái loại vi sinh vật mà hóa dị dưỡng ha. Mình chuyển qua phần cuối của bài học, một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. À, một nhỏ, các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thì bao gồm các phương pháp sau. Phương pháp thứ nhất là quan sát bằng kính hiển vi. Thì khi mình bỏ vi sinh vật xuống dưới cái kính hiển vi để mình quan sát như thế này ha, mình bỏ vào đây mình quan sát thì mình sẽ nhìn thấy nó. Khi mình nhìn thấy nó thì mình sẽ nhìn ra được hình dạng, màu sắc, kích thước của nó. Đó. Phương pháp thứ hai là người ta nuôi cấy. Người ta nuôi cấy nha, thì các bạn xem nè. Người ta dùng cái ống nghiệm, người ta đổ vào đây môi trường đặc. À, đổ môi trường đặc, cái người ta cấy con vi khuẩn vô đây. À, thì người ta sẽ bắt gặp rất là nhiều trường hợp. À, cô ở đây cô cho các bạn một số trường hợp này, như ở ống nghiệm số 1 thì ở dưới đáy con vi khuẩn nó không sống được, nó chỉ sống được ở trên bề mặt thôi. Như vậy suy ra là cái loài vi khuẩn người ta đang nghiên cứu này này, là cái loài này là nó cần có khí oxy, cho nên nó chỉ sống ở bề mặt này, nơi mà oxy khuếch tán vô được thôi. À, vậy thì cái con vi khuẩn mà sau khi mình cấy nó vào ống nghiệm này, mình thấy là nó chỉ sống được ở trên phía bên trên này thôi, thì ta biết nó là một loài hiếu khí bắt buộc. Cái chữ hiếu khí tức là đời sống của nó cần khí oxy ha. Trường hợp số 2, em nhìn như ống nghiệm số 2 này, thì ở phía trên nó đâu có sống, à, nó chỉ sống ở đáy ống nghiệm, nơi mà khí oxy không khuếch tán tới được. Thì cái loài vi khuẩn đang nghiên cứu này sẽ thuộc về loại kỵ khí bắt buộc. Đấy. Cái số 3 này em thấy không? Phân bố đều trong ống nghiệm, nghĩa là có oxy hay là không có oxy gì nó đều sống được tốt hết. Vậy thì tên của nó sẽ là loài kỵ khí tùy ý. Có nghĩa là kỵ khí cũng được, hiếu khí cũng được, người ta gọi kỵ khí tùy ý. À. Cái loại ống nghiệm số 4 này em thấy nhá. Ở bề mặt phía trên á, thì rải rác một ít thôi, nhưng cách đó một đoạn không xa thì lại rất nhiều cái con đấy nó sống được. À. Thì cái loài như vậy người ta gọi là vi hiếu khí, tức là cần một ít oxy. Khi mà có oxy nhưng một ít thôi thì nó sống tốt. Ở trên đây nhiều oxy thì sống được nhưng không tốt. Ở dưới cuối này không có oxy thì khỏi sống được luôn. Đấy, thì cái loài này gọi là vi hiếu khí. Vậy tóm lại, phương pháp nuôi cấy để nghiên cứu cái khả năng, cái kiểu hô hấp của cái con vi sinh vật đấy á, nó là hiếu khí, kỵ khí hay là kỵ khí tùy ý hay vi hiếu khí. Yeah. Phương pháp tiếp theo là phương pháp phân lập. Đó. Phân lập thì nhằm mục đích tách riêng các vi sinh vật từ quần thể ban đầu, tạo thành các dòng thuần khiết để khảo sát và định loại. Đó. Thì người ta nuôi cấy trong môi trường đặc hoặc là lỏng. Ở đây cô đang mô tả cho các bạn là môi trường đặc nhé. Người ta dùng cái đĩa tròn này gọi là đĩa Petri nè. Người ta đổ vào đây một ít môi trường nuôi cấy và môi trường đặc. Sau đó người ta cấy ria theo cái hình này. Đó. Người ta sẽ cấy như này nè. Đó. Và kết quả là đây nè. Thì những cái đường đầu tiên ở đây là nó cái số lượng vi sinh vật á nó đang còn nhiều, cho nên tụi nó mọc xét 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 thì chưa có phân lập ra được. À, nhưng đến cái đoạn cuối này, đến cái đoạn cuối của cái ria này rồi ha, thì từng tế bào vi khuẩn một nó đã bị tách rời nhau ra, và tới cái đoạn cuối này nè là mỗi một cái chấm chấm này là từ một tế bào vi khuẩn đó. Vậy thì đây là phương pháp phân lập vi sinh vật. Phân lập để làm gì? Tách rời từng tế bào vi khuẩn ra thì mình sẽ nhìn được cái hình dạng, nhìn được cái đặc điểm của cái khuẩn lẹt từ một cái tế bào đó một cách rất là rõ ràng, đúng chưa nào? À, phương pháp tiếp theo gọi là định danh. Định danh là nhìn các khuẩn lẹt đã tách rời, nhìn thấy nó hình dạng như nào để gọi tên nó. À, đây. À, nhìn vào khuẩn lẹt của nó này. À, đây là khuẩn lẹt của Salmonella, một con vi khuẩn mà gây bệnh đường ruột. À, đây là
các khuẩn lạc của vi sinh vật đây ha, nhìn vào nó, nhìn vào cái hình dạng, các bạn có thấy mỗi một cái khuẩn lạc này nó có hình dạng khác nhau không, thì nhìn cái hình dạng của nó để có thể gọi tên nó. Bây giờ cô quay trở lại trên lý thuyết của mình nha. À, các vi khuẩn gây bệnh đa số có khuẩn lạc dạng S. Dạng S là cái dạng mà bề mặt nó nhẵn á, nhẵn ha. Và M có nghĩa là bề mặt nó nhầy. S là nhẵn, M là nhầy nha. Thì bây giờ dựa vào cái này người ta có thể người ta suy đoán được là cái con vi khuẩn này nó có tên là gì, nó có gây bệnh hay không. À, thì tại sao cô không gọi tên ha? Các bạn hiểu như vậy nè, chúng ta biết như vậy thôi nha, chứ còn đi sâu vào nhìn cái khuẩn lạc gọi tên nó là gì ấy thì quả thực là nó cũng khó khăn với mình. À, nhưng mà một lát mình cũng có một cái bài tập sơ sơ, các bạn cứ coi tới cuối video chúng ta sẽ có bài tập ha. Chúng ta nói tới hồi nãy nhá, số 1 nha, số 1 này là phương pháp nghiên cứu vi sinh vật. Bây giờ số 2 là kỹ thuật nghiên cứu vi sinh vật. Đó. Thì bao gồm kỹ thuật cố định và nhuộm màu, kỹ thuật siêu ly tâm, kỹ thuật đồng vị phóng xạ. À. Khi người ta dùng kỹ thuật cố định con vi khuẩn lên cái lem kính rồi nhuộm màu, rồi đương nhiên phải kết hợp với quan sát dưới kính hiển vi, thì người ta sẽ nhìn được hình dạng kích thước một số cấu tạo trong tế bào. À. Còn kỹ thuật siêu ly tâm, kỹ thuật siêu ly tâm nha, siêu ly tâm này, bỏ tụi nó vào trong cái ống nghiệm. À. Phá tụi nó ra nha, dùng dùng cách gì đấy, vật lý hóa học gì đó, phá những cái cấu trúc rời ra. Sau đó khi mà đem ly tâm, tức là đem quay quay với một tốc độ lớn, à, quay tròn với tốc độ lớn, thì những cái gì nặng hơn sẽ đọng ở dưới đáy, những gì nhẹ hơn sẽ nổi lên trên nha. Và bây giờ các bạn coi là giả sử cái thành phần màu xanh lá cây này nặng nhất là đọng xuống dưới đáy, mà cái người ta mới loại bỏ nó đi, loại bỏ đi dễ ha, chỉ cần đổ cái phần trên này qua cái ống nghiệm khác thôi, thì có nghĩa là mình đã loại bỏ cái phần màu xanh này ra rồi. À, sau đó lại quay tiếp cái màu đỏ đọng lại nha, rồi lại quay tiếp tới màu xanh đọng lại, làm tương tự như vậy cuối cùng được màu đen. Thế thì có phải bằng cách này người ta đã có thể tách rời một số những cấu trúc riêng biệt ra, à, sau khi cắt rời từng cái cấu trúc riêng biệt ra như vậy thì người ta đem người ta nghiên cứu riêng cái cấu trúc đó thôi, thì người ta sẽ vậy kỹ thuật kêu siêu ly tâm để nghiên cứu hình dạng số kích thước và một số cấu tạo ở trong tế bào vi khuẩn. Kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật đồng vị phóng xạ. À, thì các bạn biết là các cái nguyên tố nó có hai loại, một cái loại là nguyên tố bình thường và một loại là nó là phóng xạ. À, thì người ta có thể dùng những cái nguyên tố phóng xạ người ta đánh dấu để người ta nghiên cứu cấu trúc không gian của những phân tử, theo dõi các quá trình tổng hợp bên trong tế bào ở mức độ phân tử. Đó. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn các bạn là xong cái phần lý thuyết, là rất là tóm tắt, rất là gọn, hy vọng là các bạn sẽ hiểu được bài. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta thực hành, chúng ta làm bài tập nhé. Đầu tiên này, câu trắc nghiệm này, câu 1, người ta quan sát vi sinh vật bằng đương nhiên kính hiển vi. Câu 2, vi sinh vật phần lớn có cấu trúc, phần lớn thì đơn bào ha, một số là tập đoàn đơn bào. Đấy. Nhưng mà chỉ một số thôi, còn đa phần vẫn là đơn bào. Câu 3, vi sinh vật có cấu trúc tế bào nhân sơ hay nhân thực. À, thì có phải là có khi thì nhân sơ, có khi thì nhân thực, tùy vào loại vi sinh vật. Nhắc lại, nếu là vi khuẩn thì tế bào nhân sơ, nhưng mà vi nấm, vi tảo là tế bào nhân thực. Vậy chúng ta phải lựa câu C. Câu 4, vi sinh vật có mặt ở nơi nào trong các nơi sau? Là trong nước, trong đất, trong không khí, trên cơ thể sinh vật, nơi nào cũng được hết á, vậy chọn D ha. Câu 5, vi sinh vật có khả năng hấp thu và chuyển hóa nhanh các chất dinh dưỡng, cho nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất là nhanh, chọn A. Câu 6, vi sinh vật sinh trưởng và sinh sản rất nhanh vì, phải ngược lại câu 5 không? À, chọn A. Câu 7, vi sinh vật có cái khả năng cái gì và cái gì nhanh ha, cái gì và cái gì nhanh vậy nãy mình vừa học, à, chính là hấp thu và chuyển hóa nhanh các chất dinh dưỡng. Câu 8, trong các phát biểu cho ở đây có bao nhiêu phát biểu đúng, người ta đọc từng phát biểu nhé. Phát biểu 1, vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ, đúng. Số 2,
tất cả vi sinh vật đều có cấu trúc đơn bào, thì cái này nó sai ở chữ tất cả. Các bạn thấy một số ít nhưng mà nó vẫn có là tập đoàn đơn bào ha. Số 3, vi sinh vật chỉ tồn tại trong cơ thể sinh vật. Đâu phải, trong đất, trong nước, có nghĩa là ngoài cơ thể sinh vật vẫn có vi sinh vật mà. Nào. Câu 4, vi sinh vật có khả năng hấp thụ và chuyển hóa nhanh các chất dinh dưỡng. Đúng, vậy chúng ta lựa đáp án B ha. Câu 9, cho các phát biểu sau nha và hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng. Vậy chúng ta coi từng phát biểu một. Số 1, vi sinh vật thường có thể quan sát bằng mắt thường. Xét từ bè luôn ha, vi sinh vật đâu có quan sát bằng mắt thường được, thường phải quan sát bằng kính hiển vi. À, số 2, phần lớn vi sinh vật có cấu trúc tập đoàn đơn bào. Không đúng luôn, phần lớn là cấu trúc của nó là cấu trúc đơn bào, chỉ số ít là tập đoàn đơn bào thôi. Số 3, vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi ngoại trừ trên cơ thể sinh vật. Sai nhá, sao ngoại trừ được, kể cả trên cơ thể sinh vật chứ. À, vậy cái này sai luôn. Số 4, vi sinh vật có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh. Đúng rồi, vậy lựa câu A. Câu 10, cho các phát biểu sau về đặc điểm của vi sinh vật. À, số 1 nói vi sinh vật thường có kích thước trung bình hoặc lớn. Sai, vi sinh vật phải có kích thước nhỏ. Số 2, phần lớn vi sinh vật có cấu trúc đơn bào, một số khác là tập đoàn đa bào. Tập đoàn đơn bào chứ không phải tập đoàn đa bào hả? Cho đến này sai luôn. Số 3, vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi kể cả trên cơ thể sinh vật. Chuẩn. Số 4, vi sinh vật có khả năng sinh trưởng nhanh nhưng sinh sản chậm. Vậy ha, sinh sản cũng nhanh luôn chứ đâu có chậm. Vậy chỉ có 3 đúng, chúng ta lựa A. Câu 11, số 1, vi sinh vật thường có kích thước nhỏ. Đúng chưa? Đúng. Câu câu 2, phần lớn vi sinh vật có cấu trúc đa bào, một số khác là tập đoàn đơn bào. Ai nói phần lớn là đa bào, phần lớn là đơn bào mà. Vậy sai. Số 3, vi sinh vật có mặt ở khắp mọi nơi ngoại trừ nước. Vậy không ha, kể cả trong nước chứ. Số 4, vi sinh vật có khả năng sinh trưởng chậm nhưng sinh sản nhanh. Đâu có, sinh trưởng phải nhanh luôn chứ. À, vậy chúng ta lựa đáp án câu A. Ta tới câu 12, quan sát cái hình dưới đây. À, các bạn quan sát ha, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng. Chúng ta cùng xem. Phát biểu 1, vi sinh vật thường có kích thước nhỏ. Đúng rồi, nhìn vào hình cũng thấy ha, vi sinh vật nó ở dưới này, cái khúc này này, vi khuẩn này, thấy chưa, vi khuẩn này, virus này, kích thước rất là nhỏ. Số 2, vi sinh vật thường được quan sát bằng kính hiển vi. Đúng rồi. Số 3, vi sinh vật có thể quan sát bằng mắt thường. Hầu như không thể được, cái này sai. Số 4, vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn cả tế bào động thực vật. Không, tế bào động thực vật ở đây mà vi khuẩn thì nằm đây này, thấy không? À, cho nên câu này đúng rồi. Cái ta có 3 phát biểu đúng, chúng ta lựa C. 13, cái này không phải vi sinh vật. Ồ, dễ hả, con giun không phải vi sinh vật. 14, trong số các nhóm vi sinh vật trên có bao nhiêu nhóm sinh vật là vi sinh vật? À, vi khuẩn cổ là vi sinh vật, vi khuẩn là vi sinh vật, vi nấm cũng là vi sinh vật, mà vi tạo thì cũng là vi sinh vật. Vậy đáp án mình là câu D. 15, à, trong số các nhóm sinh vật trên có bao nhiêu nhóm sinh vật là vi sinh vật? Động vật nguyên sinh là vi sinh vật ha, vi khuẩn cổ là vi sinh vật, vi nấm là vi sinh vật, nhưng côn trùng không phải vi sinh vật. Côn trùng kích thước nó hơi bị bự luôn ha. Vậy chúng ta lựa C. 16, nhóm vi sinh vật nào là đơn bào nhân sơ ha? Nhân sơ là nhất định phải là vi khuẩn. Vậy chọn C. 17, à, phát biểu nào sai? À, phát biểu A nói là số 1,
Bây giờ nó hỏi cái nào sai nhá, cái cô đi tìm cái nào sai nè. Câu A nó nói là số 1, tức là vi nấm thuộc nhóm đơn bào hay tập đoàn đơn bào nhân thực. Cái này là đúng. Vi nấm là tế bào nhân thực nhá. Cho nên cái phát biểu này đúng thì không phải đáp án. Câu B nó là chỉ có hai vi sinh vật thuộc nhóm đơn bào nhân sơ. À, nhân sơ là vi khuẩn cổ với vi khuẩn, hai cái này là đơn bào nhân sơ này. Vậy cái phát biểu B này cũng đúng luôn. À, câu C nó nói ba, tức là vi khuẩn cổ ấy là đơn bào nhân sơ, đúng rồi. Và câu D nó nói số 4, tức là vi khuẩn là đơn bào hay tập đoàn đơn bào nhân thực là sai. Sai ha, tại vì vi khuẩn thì phải đợi nhân sơ. Vậy thì D sai, thì D là đáp án 18. Nhóm sinh vật nào thuộc nhóm đơn bào nhân thực hay là tập đoàn đơn bào? Thì chính là vi nấm nhá. Nhân thực thì phải là vi nấm. Câu 19, cho các phát biểu sau về các nhóm vi sinh vật và hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng. Phát biểu số 1, sự tồn tại của các vi sinh vật được tiên đoán trong nhiều thế kỷ trước khi chúng được quan sát thấy lần đầu tiên. Đúng là như vậy nha các bạn, người ta đoán được trước khi người ta thấy nó. Số 2 nó là vi khuẩn là vi sinh vật thuộc nhóm đơn bào nhân thực, là sai ha, vi khuẩn thì phải là nhân sơ. Số 3, vi nấm và vi tảo đều là nhân thực, cái này đúng. Số 4, dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, vi sinh vật được phân thành 3 nhóm gồm đơn bào nhân sơ, đơn bào nhân thực và tập đoàn đơn bào nhân thực. À không, người ta chỉ chia ra hai nhóm thôi. Thì các bác, cái phân chia này á là do con người mình quy ước. Vi sinh vật chia thành hai nhóm là nhóm đơn bào nhân sơ và nhóm thứ hai là tập đoàn. Tức là đơn bào hoặc là tập đoàn đơn bào nhân thực. Người ta chia hai nhóm như vậy thôi. Vậy thì câu 4 này chúng ta không tính là nó đúng, thì chúng ta lựa lại đáp án B. Câu 20. Dựa vào đâu để phân loại vi sinh vật thành hai nhóm đơn bào nhân sơ và đơn bào hay tập đoàn đơn bào nhân thực? Thì dựa vào cấu tạo tế bào ha. 21. Cho các kiểu dinh dưỡng sau, có bao nhiêu kiểu dinh dưỡng có ở vi sinh vật? Thì có phải cả bốn kiểu này nãy cô vừa liệt kê không? Nào, vậy thì 21 đáp án là D. 22. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật được phân loại dựa vào nguồn carbon và nguồn năng lượng. Nguồn carbon và nguồn năng lượng, ta đọc kỹ thấy đáp án D. 23. Cho hình ảnh sau về trùng roi săn, này các bạn nhìn con trùng roi săn ha. Vậy trùng roi săn có kiểu dinh dưỡng sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng và nguồn carbon là CO2. À, các bạn thấy năng lượng ánh sáng mà carbon là CO2 thì nó phải là quang tự dưỡng. Vậy câu này là đáp án A. 24. Vi sinh vật sử dụng nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn carbon là CO2 có kiểu dinh dưỡng nào? Nguồn năng lượng là chất vô cơ, nguồn carbon là CO2, vậy phải là hóa tự dưỡng. Đáp án C. À, câu 25, các bạn xem cái nấm men này nhá. Nấm men có kiểu dinh dưỡng là cái gì và đề cho sẵn là sử dụng năng lượng từ chất hữu cơ, nguồn carbon cũng chất hữu cơ, vậy thì nó phải là hóa dị dưỡng. 26. Cái vi sinh vật mà sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng, nguồn carbon là chất hữu cơ thì phải là quang dị dưỡng ha. Đáp án B. 27, chúng ta hãy ghép là quang tự dưỡng có nguồn năng lượng, quang mà thì phải là ánh sáng, vậy một thì phải đi về D. 2, hóa tự dưỡng. Hóa tự dưỡng thì nguồn năng lượng sẽ là chất vô cơ, vậy hai đi với B. Số 3, quang dị dưỡng. Quang thì nguồn năng lượng phải là ánh sáng. Và tiếp tục, hóa dị dưỡng là nguồn năng lượng là chất vô cơ, xin lỗi, chất hữu cơ. Vậy 27 chúng ta lựa đáp án là câu A.
Tiếp tục 28 lại ghép tiếp nhưng ta lại ghép nguồn carbon. Rồi các bạn tự quan sát ha, ghép. Và đáp án B. Nếu mà các bạn thấy nhanh quá thì các bạn dừng video để các bạn đọc cho kỹ ha. 29. Cho các phát biểu sau về kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. 1. Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng từ ánh sáng. Đúng. 2. Vi sinh vật quang dị dưỡng có nguồn carbon là chất vô cơ. Các bạn thấy dị dưỡng tức là phải lấy chất hữu cơ từ loài khác mà. Cho nên nguồn carbon phải là chất hữu cơ chứ không phải chất vô cơ. Cho nên số 2 là phát biểu sai. Số 3. Vi sinh vật hóa tự dưỡng sử dụng nguồn năng lượng từ chất hữu cơ đấy. Nó đã tự dưỡng mà còn có chất hữu cơ nữa thì là quá sai rồi. Số 4. Vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng nguồn carbon là chất hữu cơ. Đúng. Có hai cái đúng thôi, chọn B. 30. Cho các phát biểu sau đây về kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. Phát biểu số 1. Vi sinh vật quang tự dưỡng và quang dị dưỡng sử dụng nguồn carbon giống nhau. Quang tự dưỡng thì có nguồn carbon là CO2 mà quang dị dưỡng có nguồn carbon là chất hữu cơ cho nên nguồn carbon không thể giống nhau được. À, phát biểu này sai ha. Cả nó đi, nó sai rồi. Phát biểu 2 nó là vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng từ chất vô cơ. Quang dị dưỡng mà à quang mà các bạn, chữ quang là nguồn năng lượng phải từ ánh sáng cho nên là nói sai rồi. Số 3. Vi sinh vật hóa tự dưỡng thì nguồn carbon là CO2, vậy phát biểu 3 là đúng. Phát biểu 4. Vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng nguồn năng lượng là CO2, nó nguồn năng lượng đâu phải. Đây là dị dưỡng mà nguồn năng lượng từ chất hữu cơ. Vậy chúng ta có 3 phát biểu sai nha. 1, 2, 4 sai lên chúng ta lựa nè. Đáp án C. 31. Cái phương pháp nào mà nghiên cứu hình dạng kích thước của một số nhóm vi sinh vật thì chính là quan sát bằng kính hiển vi. 32. Cái hình ảnh này nói lên phương pháp gì, có phải phân lập vi sinh vật không? À, vậy chọn C. 33. Phương pháp nghiên cứu vi sinh vật nào để nghiên cứu khả năng hoạt động hiếu khí, kỵ khí của vi sinh vật? Các bạn nhớ hồi nãy là chúng ta cấy nó vào trong mấy cái ống nghiệm không? Vậy thì đó là phương pháp gọi là phương pháp phân lập vi. Xin lỗi. Cô nhầm. Phương pháp nuôi cấy vi sinh vật ha. 34. Cho hình ảnh dưới đây về khuẩn lạc. Các bạn thấy hình ảnh khuẩn lạc rất đa dạng, rất phong phú, rất nhiều màu sắc luôn. Vậy thì người ta cấy để người ta xem khuẩn lạc này thì là phương pháp gì vậy? Phương pháp định danh vi khuẩn ha, định danh vi khuẩn. 35. Cho các phát biểu sau. Có bao nhiêu phát biểu đúng? À, số 1. Đúng rồi. Số 2. Đúng luôn ha. Số 3. À, vết cấy có bề mặt màu sắc đa dạng, nhiều kích thước thì chứng tỏ giống mới phân lập được là giống thuần khiết. Không, có phải em ơi. Nếu mà cái giống thuần khiết á, chúng ta nhìn 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 lại cái hình này nhá. Nếu mà cái giống của mình mà cấy, cái giống của mình đem cấy lên đây nè mà là giống thuần khiết. Giống thuần khiết có nghĩa là cái giống ban đầu đấy chỉ có một loài vi sinh vật thôi. Thì chỉ từ một loài vi sinh vật mà mình đem cấy lên đây thì mọi cái khuẩn lạc này nó phải giống nhau. Còn ở đây chúng ta thu được nhiều cái khuẩn lạc khác nhau. Nè, giống như mô tả ở chỗ này là vết cấy có bề mặt rồi màu sắc đa dạng, nhiều kích thước khác nhau. Như vậy là chứng tỏ giống mới phân lập được là giống chưa thuần khiết, giống đấy đang còn lẫn lộn rất là nhiều loài vi sinh vật. Đó. Vậy số 3 là sai. Số 4 nha. Hình thái của khuẩn lạc mang tính đặc trưng cho từng loại vi khuẩn là đúng. Vậy chúng ta chọn C. Câu 36. Cho các phát biểu sau. Hỏi có bao nhiêu phát biểu đúng? Phát biểu 1. Đúng đó ha. Phát biểu 2. Vi khuẩn hiếu khí thì không có phát triển ở đáy.
Vi khuẩn hiêu khí phải phát triển ở trên cái bề, trên cái mặt, trên trên cùng á của cột môi trường chứ phải ở đáy. Thì số 2 nó sai. Số 3. Đúng rồi. Số 4. Đúng luôn. Vậy chúng ta lựa C. Rồi, câu 37. À, đây là phương pháp định danh vi khuẩn ha. Rồi. Nhìn vào cái hình khuẩn lẹt để định danh nó ha. Vậy khi nói về phương pháp này có bao nhiêu phát biểu đúng? Thì số 1 đúng. Mô tả chính xác khuẩn lẹt đã tách rời, những khuẩn lẹt tách rời ra như thế này, nhìn vào hình ảnh của nó để mô tả nó. Số 2. Số 2 này sai ha, môi trường đấy không phải môi trường lỏng, nữa là môi trường đặc, sai. Số 3. Số 3 đúng ha, vi khuẩn gây bệnh thì đa số có khuẩn lẹt dạng nhẵn và nhầy. À. Số 4. Trực khuẩn than có khuẩn lẹt dạng R nên chúng không gây bệnh. Nhưng mà cái trực khuẩn than là một ngoại lệ nha các bạn. Khuẩn lẹt của nó dạng R, tức là dạng khô. Khô chứ không phải là nhầy ha. Nên chúng không gây bệnh thì cái chỗ này sai. Cái con trực khuẩn than này vẫn gây bệnh như thường. Và ta có hai ý đúng, ta chọn B. 38. Đây. Đây là hình ảnh mô tả một kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật. À, thì cô mô tả lại cái hình ảnh này á, là người ta nhuộm màu xong người ta quan sát nè. Sau khi nhuộm màu xong, tùy vào cái loại thuốc nhuộm mà người ta sẽ quan sát được cái hình, cái màu sắc của cái con vi khuẩn đấy là như nào. À, tùy vào nhuộm vào cái gì ha. Vậy người ta hỏi kỹ thuật này dùng để nghiên cứu hình dạng kích thước và một số cấu tạo trong tế bào vi sinh vật. Vậy kỹ thuật này gọi là gì? Không, có phải cố định và nhuộm màu không? Thấy rõ ràng nó cố định và nhuộm màu mà. Vậy đáp án A. 39. 39B ha. 40. C. 41. C. 42. Hình ảnh dưới đây về một hiện tượng có tên là thủy triều đỏ. Đấy là thủy triều đỏ này. Rồi các bạn thấy rồi ha, giờ cuộc tua xuống nào. Trong các phát biểu sau về hiện tượng trên có bao nhiêu phát biểu đúng? Là phát biểu 1 nói. Thủy triều đỏ có thể xảy ra ở các cửa sông, cửa biển, đúng. Số 2. Thủy triều đỏ là do hiện tượng bùng phát tạo biển nở hoa, đúng luôn. Số 3. Một số loài tảo làm xuất hiện màu đỏ hoặc nâu, đúng. Và tảo là vi sinh vật cho nên đây là hiện tượng do vi sinh vật gây ra, đúng. Lựa đáp án D. 43. Này, các bạn có thể dừng lại để các bạn đọc. Sau khi đọc xong nhá, đây các bạn nhìn hình ảnh. Bây giờ người ta làm được đây này, mỗi một loài nấm men sẽ tạo ra một cái loại loại bia với màu sắc, cảm quan và mùi vị khác nhau. Đó, vậy bây giờ có bao nhiêu phát biểu đúng? Số 1, nấm men là vi sinh vật, đúng. Số 2, nấm men có kiểu dinh dưỡng hóa dị dưỡng, đúng. Số 3, trong quá trình lên men bia, nấm men sử dụng nguồn năng lượng là chất hữu cơ, đúng. À, số 4, nấm men sử dụng nguồn carbon là CO2 là sai. Nấm men là hóa dị dưỡng mà các bạn. Nấm men là hóa dị dưỡng cho nên nguồn năng lượng với nguồn carbon đều là chất hữu cơ hết. Vậy chúng ta đã chọn đáp án C. Câu 44. Hình ảnh dưới đây chụp lại hiện tượng xảy ra với các quả đào khi để lâu ngoài không khí mà không được bảo quản. Các bạn thấy mốc nó mọc lên đấy ha. Vậy thì trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Phát biểu 1. Do vi sinh vật. Đúng rồi, nhìn mốc này là do vi sinh vật nè. Số 2. Nấm men là tác nhân chính, đâu phải, đây không phải nấm men nè, đây là nấm mốc mà không phải nấm men. Nấm mốc. Đấy. Số 3. Tác nhân gây ra hiện tượng trên có kiểu dinh dưỡng là hóa tự dưỡng, cũng sai luôn, nó là hóa dị dưỡng chứ không phải là hóa tự dưỡng. Tất cả những cái loài nấm đều là hóa dị dưỡng các bạn nhé. Số 4. Trong quá trình trên sinh vật có nguồn năng lượng từ chất hữu cơ, đúng. Trong quá trình trên sinh vật có nguồn carbon là chất hữu cơ luôn, đúng.
Vậy chúng ta lại đáp án này đây. Bây giờ chúng ta chuyển qua, chúng ta luyện tập một số câu tự luận nữa nhá. À, câu đầu tiên, trình bày đặc điểm của vi sinh vật. À, cái này cô cắt trong bài ra thôi ha. Giờ chúng ta nhắc lại đặc điểm của vi sinh vật. Đấy. Đặc điểm của vi sinh vật là kích thước thì nhỏ, mà kích thước nhỏ thì phải quan sát nó dưới kính hiển vi, rồi nó có mặt ở khắp nơi, có khả năng sinh trưởng sinh sản nhanh, phần lớn cơ thể là đơn bào, một số là tập đàn đơn bào. Câu 2, hãy sắp xếp các loài sinh vật trong hình dưới đây vào các kiểu dinh dưỡng cho phù hợp. Hồi nãy cô đã nói rồi nha, trong bài học cô đã nói rồi, các bạn có thể tua lại các bạn xem, và sau đây là cô viết nó lại bằng chữ, viết bằng chữ nhá. Các cái loại mà quen tự dưỡng ấy thì là trùng roi xanh nè. Đã, con trùng roi xanh đâu rồi? Đây là trùng roi xanh quen tự dưỡng. Rồi tảo lục, vi khuẩn lam đây, tảo lam xoắn, tập đàn vôn vóc này nè, quen tự dưỡng. Quen dị dưỡng là ở vi khuẩn, thì ở đây nó không nó rõ là con vi khuẩn nào ha. Trong những con vi khuẩn này thì có con là quen tự dưỡng. Khóe tự dưỡng là vi khuẩn, là những cái một trong số, hay là nói chung là những con vi khuẩn trong số mấy con trong hình ạ. Khóe dị dưỡng thì có vi khuẩn này, trùng roi sam. Nhớ cho cô cái trùng roi sam có hai kiểu nhá, có khi thì quen tự dưỡng, có khi thì khóe dị dưỡng đó. Tập đàn vôn vóc, tập đàn vôn vóc chính là một tập đàn gồm nhiều cái con trùng roi sam này nè. Nấm men, nấm mốc trên quả cam là khóe dị dưỡng. Câu 3, so sánh các kiểu dinh dưỡng khác nhau ở sinh vật, mỗi hình thức dinh dưỡng hãy tìm các vi sinh vật làm ví dụ minh họa. Thì có phải cái bạn này hồi nãy xuất hiện trong bài học của các bạn rồi không? Vậy xuất hiện rồi ha, các bạn có thể nhớ lại để các bạn điền. Ở đây cô điền vào cho các bạn. Các bạn có thể chụp lại ảnh này để các bạn xem từ từ ha. Ta tới câu 4. Hãy cho biết các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thường thấy trong phòng thí nghiệm. Các bạn nhớ lại coi hồi nãy ta học những phương pháp nào. Chúng ta có 4 phương pháp ha. Nhắc lại 4 phương pháp. Đó là phương pháp quan sát bằng kính hiển vi, phương pháp nuôi cấy, phương pháp phân lập vi sinh vật và phương pháp định danh vi khuẩn. Câu 5. Hãy nêu một vài ứng dụng của vi sinh vật trong thực tiễn mà em biết tùy theo kiểu dinh dưỡng của chúng. Vậy thì cái câu này á, nó không có đáp án cố định, nó phụ thuộc vào hiểu biết của từng bạn nha, và đáp án của cô chỉ là gợi ý mà thôi. À, cô gợi ý ha. Một số ứng dụng của vi sinh vật dựa theo nhu cầu dinh dưỡng à. Ví dụ như là người ta dùng nấm men để lên men các thực phẩm như là bánh mì, muối chua, một số những cái loại sản phẩm, hay là để sản xuất bia. Ứng dụng của vi khuẩn hóa tự dưỡng, quen tự dưỡng là để bảo vệ môi trường, như là để làm sạch nước, để sản xuất nguyên liệu sinh học. Rồi, ứng dụng của các vi khuẩn ni chết hóa, phản ni chết hóa, những cái con này là quen dị dưỡng nhá, là để tạo ra đệm cho cây trồng. Và các bạn có thể kể những cái mà các bạn biết nữa, có nhiều cái cô chưa kể nhưng các bạn biết thì các bạn cứ kể ra. Và câu 6, câu này ở trong sách giáo khoa của mình ha. Đây là hiện tượng thủy triều đỏ hay thấy ở các cửa sông, cửa biển. Hả? Và đây á, chính là một cái hiện tượng tảo biển nở hoa, và hoa của nó ra những cái màu như này nhìn rất là đẹp đó. Vậy thì câu hỏi là vậy thì chiều đỏ có phải do vi sinh vật gây ra không, thì trả lời là phải. Và đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay của chúng ta. À, cô chúc các bạn luôn luôn học tốt nha, và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để các bạn có thể có được nhiều những tài liệu và những cái bài học hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.